Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm ngày 2 tháng 10, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2 đến 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên 20 đến 23 độ C, cao nhất 27 đến 30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ 24 đến 27 độ C, cao nhất 29 đến 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Do ảnh hưởng của mưa lớn cục bộ, khu vực vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Hiện vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa, đang có mưa rào, dông mạnh. Dự báo, ngày và đêm ngày 2 tháng 10, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển khu vực Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào, dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến 7. Phía Tây Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Bắc Bộ 22 đến 25 độ C, có nơi dưới 22 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Đông Bắc Bộ 23 đến 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C, cao nhất 31 đến 34 độ C. Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ C, cao nhất 32 đến 34 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào, dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ C, cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.